người đàn ông giả công an, khoe mẽ có nhiều công cụ hỗ trợ, cộng số 8, của ngành để người phụ nữ tin tưởng, sau đó lừa nạn nhân 9 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 12, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết phòng cảnh sát hình sự BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phương Bình, 42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, năm 2018, khi quen biết chị Pi, ngụ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, Bình tự giới thiệu là cán bộ công an hiện đang công tác tại Bộ Công an và có đứng tên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Phát Tài, phường 3, quận 6. Bình giả công an, nhiều lần cho chị Bi xem một số công cụ hỗ trợ như cộng số 8, để tạo niềm tin. Cuối năm 2018, do cần tiền chia sẻ cá nhân, Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Bi bằng cách đưa ra nhiều thông tin gian dối để mượn tiền chị Bi. Do tin tưởng, chị Bi đã nhiều lần chuyển cho Bình tổng cộng hơn 9 tỷ đồng. Sau đó chị Bi nhiều lần yêu cầu Bình trả tiền nhưng Bình đều trốn tránh không trả. Đến năm 2021, Bình bỏ trốn khỏi địa phương nên chị Bi đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.